Chủ tịch Ủy ban bầu cử tin rằng đã có gian lận cử tri. Trong lần xuất hiện trên Newsmax TV, ông Trey Turner cho biết việc mà các địa điểm không cho quan sát viên vào xem quá trình kiểm phiếu có thể liên quan đến gian lận cử tri. Ông nói ông tin rằng có sự gian lận cử tri đang diễn ra, nếu không họ sẽ cho phép các quan sát viên vào. Mặc dù ra được lệnh của tòa án cho phép chiến dịch của Tổng thống Trump cử các quan sát viên đến xem việc kiểm phiếu tại Pennsylvania từ cách đó 1.8 mét, ông Turner cho biết những người theo dõi lá phiếu không được phép vào các địa điểm bỏ phiếu một cách có chủ ý. Ông cho rằng đã không có sự minh bạch tại đây. Toàn bộ hệ thống chính trị của Hoa Kỳ dựa trên sự minh bạch để tránh tham nhũng. Ông nói khi chỉ ra rằng Pennsylvania và các bang khác không tiến hành kiểm đếm một cách minh bạch. Luật tiểu bang cho phép những người quan sát ở đó. Theo ông, nếu luật không được tuân thủ thì cuộc bầu cử này là bất hợp pháp. Ông cho biết các đơn kiện do chiến dịch của Tổng thống Trump đệ trình là những cáo buộc rất hợp lệ, cần được hệ thống tòa án xem xét một cách đầy đủ. Ông dự đoán một số thách thức pháp lý có thể sẽ đến với tối cao pháp viện.